Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin học tập bác Trọng ở Kiên Giang, đồng chí Phó Thanh tra Chính phủ gặp bác Hồ. Bệnh đột quỵ nếu xảy ra với thường dân thì nó chính xác là một đột quỵ. Tuy nhiên, khi căn bệnh này gắn với quan chức thì lòng tin giảm đi một nửa, bởi lẽ câu chuyện cung đình của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thứ rất dài tập và những đồng chí thuốc nhau vẫn đầy rẫy. Nói chi đâu xa, vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, khi ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ bị ngã bệnh tại Kiên Giang. Căn bệnh này được phía chính quyền giải thích là do đột quỵ, nhưng người dân vẫn không hoàn toàn tin đó là đột quỵ thật. Bởi câu chuyện hai thế lực chính trị Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Phú Trọng chiến nhau nhiều năm trời thì ai cũng biết. Và câu chuyện này đến nay vẫn phủ lên một màn mây mù, nghi ngờ mà không thể nào sáng tỏ cho được. Đây là hình ảnh Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đột quỵ và qua đời. Căn bệnh thứ nhì sau căn bệnh đột quỵ là căn bệnh ung thư. Các đồng chí đang chiến nhau rất hăng, bỗng một đồng chí bị ung thư và sau đó qua đời liền. Ông Phạm Quý Ngọ, ông Nguyễn Bá Thanh và ông Trần Đại Quang là những ví dụ rõ nhất. Riêng ông Trần Đại Quang được xác định là nhiễm virus lạ và đã qua đời không thể cứu chữa. Từ năm 2006, Alexander Litvinenko, cựu nhân viên cơ quan an ninh Nga, đang sống tị nạn chính trị tại Anh. Vì chống Putin, ông ta đã qua đời tại bệnh viện tại Anh ở London vào ngày 23 tháng 11 năm 2006. Sau đó, phía cơ quan điều tra Anh Quốc cho biết, Alexander Litvinenko đã bị bệnh do uống tách trà polonium và ông ta đã ngã bệnh, triệu chứng khá giống với bệnh ung thư. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cũng từng đột quỵ ở Kiên Giang. Ở Việt Nam, trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh cũng có triệu chứng giống cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko. Tuy nhiên, vì ông Nguyễn Bá Thanh là tiểu tốt trên bàn cờ chính trị của thế giới, nên thế giới không quan tâm đến cái chết của ông này. Đó là những cái chết của chính trị gia xứ độc tài. Nói thế để có thể thấy rằng cái chết của một quan chức, mà đặc biệt là quan chức cấp trung ương, có thể là do bệnh thật chứ không phải bị thuốc. Nhưng việc kiểu làm chính trị không minh bạch nên người dân có quyền nghi ngờ động cơ chính trị từ bên trong của Trung ương Đảng. Không ít những cái chết do thuốc nhau nhưng lại áp lên trên nó một câu chuyện bệnh tự nhiên. Vào lúc 11 giờ ngày 4 tháng 3, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đã bị đột quỵ và được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau đó đã qua đời không thể chữa. Ông Trần Văn Minh, 56 tuổi, sống tại Quảng Ngãi, là tiến sĩ kinh tế, hiện đang giúp ông Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2, bao gồm 18 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Ông Trần Văn Minh còn rất trẻ so với ông Nguyễn Phú Trọng, tuy nhiên ông Minh đã không qua khỏi. Còn ông Nguyễn Phú Trọng thì lại qua. Bệnh đột quỵ không chừa một ai, bất kỳ ai dù có khỏe mạnh đến đâu cũng có thể bị căn bệnh này vật ra bất kỳ. Cũng như những quan chức cấp trung ương khác, việc ông Trần Văn Minh qua đời đột ngột cũng không thể làm mọi người tin đó là sự thật. Mà đặc biệt là quan chức ngành thanh tra, làm qua ngành này rất dễ giàu có nếu chịu gật đầu cho qua những sai phạm ở địa phương hay các ban ngành, và cũng rất dễ gây thù chuộc oán với các quan chức khác nếu thẳng tay truy bắt. Đây là hình ảnh ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng cũng đang vật lộn với tử thần. Hiện nay trong chính phủ, ông Phạm Minh Chính rất rối loạn. Sau khi ba Phó Thủ tướng bị loại ra khỏi ghế, trong đó đáng sợ nhất là trường hợp ông Lê Văn Thành. Ông Thành giờ đây đang chữa bệnh tại Nhật Bản và không biết có qua khỏi hay không, hay lại theo chân ông Trần Đại Quang. Cho nên cái chết của ông Trần Văn Minh cũng có khả năng là bệnh tự nhiên mà cũng có thể là bệnh nhân tạo. Cái chết của quan chức thường chẳng làm cho người dân có chút xót thương nào, mà đôi khi còn làm cho dân vui mừng. Chức vụ càng cao mà qua đời thì dân càng mừng hơn. Chẳng có nơi nào như Việt Nam, dân cứ hóng ngày quốc tang để ăn mừng. Đấy chính là lòng dân với Đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de với bản tin Học tập bác Trọng ở Kiên Giang, đồng chí Phó Thanh tra Chính phủ gặp bác Hồ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin
chắp cánh cho hổ Đinh Văn Nơi, Tô Lâm đang tính nước cờ gì? Ông Đinh Văn Nơi là người ăn to nói lớn, khi đánh án mà phải là án khủng, án có liên quan tới quan chức hoặc những người có quen biết lớn. Cách này dân trong ngành ở khu vực miền Nam gọi là lấy số. Giới giang hồ thì gọi là từ lấy số là làm nên thành tích để nâng hạng cho mình. Trong ngành công an cũng như vậy, muốn lấy lòng cấp trên thì công an cũng cần phải lấy số như thế. Con người ông Đinh Văn Nơi đi lên bằng những thành tích nổi bật, không phải ngẫu nhiên mà ông Nơi nói một do câu rất ấn tượng trước báo giới rằng: "Tôi tìm những ai quen biết lớn, tôi bắt trước." Câu này là câu muốn lấy số trước ông Tô Lâm. Chỉ cần ông Tô Lâm đứng từ trên quan sát thuộc cấp nào lấy số được thì chọn người đó làm lính tiên phong. Ông Đinh Văn Nơi đã làm với vụ án 10 tường chấn động đất An Giang. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi có phó tướng mới. Hầu hết các sĩ quan công an đều làm trò là chính, chủ yếu là bắt những tép riu, là những tội phạm hình sự không quen, không biết với thế lực chính trị. Trong xã hội mà công an nào cũng né quen biết, nhưng Đinh Văn Nơi phán một câu xanh dờn và thực hiện trước mặt Tô Lâm thì ông ta thành ngôi sao sáng ngay tức thì. Mặc dù việc bắt tội phạm bất kể người đó có quen ai hay không là trách nhiệm mà ông Nơi phải làm, chứ chẳng phải công lao gì cả. Bởi xã hội công an đều vô dụng, nên có một công an hữu dụng nổi lên thì lập tức anh ta thành ngôi sao sáng. Có người nhận xét rằng ông Đinh Văn Nơi có con mắt tinh tường khi nhìn ra được cách trở thành ngôi sao trong thời đại hàng loạt công an là thỏ đế. Và đó là cách tốt nhất ông Đinh Văn Nơi tiến về Bộ Công an, đảm nhiệm những vị trí quan trọng sau này. Bởi ở Bộ Công an, các phe phái chiến nhau rất hăng. Ai cũng cần một dũng tướng Đinh Văn Nơi về phe của mình. Trước mắt Tô Lâm đã xí phần, nên chẳng ai dám kéo Đinh Văn Nơi về bên mình. Đây hình ảnh vào cuối tháng 9 năm 2022, Cù Quốc Thắng cho tóm 4 quan chức ở thành phố Cẩm Phả. Có thể nói trong ngành công an kiểu "tôi tìm ai quen lớn tôi bắt trước" thành mốt thời thượng hiện nay. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, ông Cù Quốc Thắng, trung tá, trưởng công an thành phố Cẩm Phả đã cho bắt tạm giam 4 cán bộ để điều tra về hành vi nhận hối lộ liên quan đến việc nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long. Việc làm này của ông Cù Quốc Thắng được ông Đinh Văn Nơi đánh giá cao vì có cách làm việc tương tự như ông Nơi. Lúc đó ông Nơi mới về Quảng Ninh có 30 ngày. Không biết ông Cù Quốc Thắng có cố tình lấy số trước mặt Đinh Văn Nơi hay không. Nhưng rõ ràng ông Đinh Văn Nơi như vớ được vàng khi dưới trướng của ông có người dám động chạm như vậy. Và nhờ đó ông Cù Quốc Thắng được Đinh Văn Nơi đề xuất với Tô Lâm chuyển về làm phó tướng, và tất nhiên Tô Lâm đồng ý. Vào ngày 2 tháng 3, ông Đinh Văn Nơi cho công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là quyết định bổ nhiệm trung tá Cù Quốc Thắng, trưởng công an thành phố Cẩm Phả Quảng Ninh, giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Như vậy là sau thời gian hơn 5 tháng đến Quảng Ninh, ông hổ tướng Đinh Văn Nơi được Tô Lâm chắp thêm cánh. Giờ đây Đinh Văn Nơi đã có đồng đội mới, không biết có phối hợp ăn ý hay không thì còn cần phải có thời gian trả lời. Để nắm hết Bộ Công an thì ông Tô Lâm đã làm nhiều biện pháp, và để nắm công an tỉnh Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi cần có một phụ tá lâu năm công tác tại tỉnh này, và Cù Quốc Thắng là thích hợp nhất. Đây là hình ảnh Đinh Văn Nơi giờ là hổ mọc thêm cánh. Tại Quảng Ninh, ông Tô Lâm đang cần Đinh Văn Nơi đánh án lớn, động chạm đến nhóm lợi ích có dây mờ dễ má với Trung ương. Những nhóm này không dễ động đến. Những ngày gần đây, ông Phạm Minh Chính quan tâm đặc biệt tới tỉnh này. Việc lựa người nào quen lớn bắt trước đối với đất Quảng Ninh là không hề dễ dàng. Chúng ta hãy cùng đợi xem diễn biến tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin "Chắp cánh cho hổ Đinh Văn Nơi, Tô Lâm đang được tính nước cờ gì". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.